Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 161. Những đức đọc tiếp tục những công đoạn mà về hộ niệm để chúng ta học tập. Khi chợ niệm, có người thích niệm thầm. Niệm như vậy, người chết có được lợi ích thật sự hay không? Khi niệm thầm thì có quỷ thần biết. Khi niệm ra tiếng thì không những độ người chết mà còn có thể độ những chúng sanh nào nghe được. Nghe được âm thanh, ngay cả những loài bò bay, mái cửa xung quanh cũng được lợi ích. Đây là chuyện tốt, cho nên niệm ra tiếng tốt hơn niệm thầm. Cái lý chính là ở chỗ này. Nên chúng ta mỗi thời khóa công phu có chiếc lo để mà mình dụng công tu, lợi ích này rất là lớn. Và xung quanh nhà mình để máy niệm Phật, hoặc là vườn rau để máy năng lượng niệm Phật. Tóm lại quý vị bắt niệm Phật có âm thanh phát thì độ cả quỷ thần, chư hương linh, mà độ luôn tất cả những loài côn trùng, độ rất rộng. Nên niệm Phật ra tiếng là chỗ lợi ích rất lớn, phải nhớ. Còn nếu như chúng ta ngồi niệm thầm thầm thì quỷ thần biết. Còn phần vô hình thì không có lợi ích. Nói tóm lại, niệm Phật ra tiếng là chỗ lợi ích lớn, rất lớn. Và niệm Phật ra tiếng chúng ta cũng được tỉnh táo. Khi niệm thầm thầm chúng ta rất dễ hôn trầm, phải nhớ. Nên trong kinh giáo Đức Phật nêu lên rằng pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Thí dụ như giờ những đức giảng pháp mà giảng thầm thầm thì nghe được không? Không. Phải giảng ra tiếng. Vậy thì quý vị niệm Phật phải ra tiếng. Niệm Phật ra tiếng là chỗ lợi ích rất lớn, phải nhớ. Nên khi đi hộ niệm cho người cũng phải niệm ra tiếng. Khi niệm ra tiếng nó có lực. Nếu mình niệm thầm thầm vậy thì còn nói gì là hộ niệm nữa quý vị. Nên chúng ta phải phát tâm, phải niệm rõ ràng từng câu từng chữ. Đừng quá niệm lớn mà đến mức mà đau cổ. Chúng ta niệm có tiếng cho rõ ràng là chỗ đặc biệt. Thí dụ như mình gặp những chỗ như bệnh viện hay là những cái nơi nào mình thấy trở ngại khó khăn, vậy thì mình niệm làm sao cho vừa dặn câu, âm thanh vừa nghe nhưng phải có tiếng. Còn nếu như những nơi nào tiện lợi, không có trở ngại, thì mình niệm ra tiếng rõ ràng càng lớn hơn. Như vậy thì sẽ phát tâm niệm, hộ niệm giúp người rất đặc biệt. Nên khi chúng ta đi hộ niệm, nếu ngồi im im, hoặc nhắm mắt lại, hoặc dùng kim can trì không ra tiếng, vì đây là chỗ hộ niệm không có kết quả lợi ích lớn. Nên tóm lại chúng ta niệm ra tiếng là chỗ lợi ích rất là lớn, phải nhớ. Thưa Thầy, mình có thể dùng cách đi vòng quanh Phật để trợ niệm không? Có thể. Cũng có thể. Thí dụ như chỗ hộ niệm đó thấy phù hợp,
Và có những nơi người ta cũng hộ niệm, đi vòng kinh hành để hộ niệm. Đây cũng là một phương pháp. Có khi mình ngồi lâu bị hôn chậm cũng có thể. Nếu như chỗ không tiện hoặc chặt quá thì chúng ta có thể dùng phương pháp lễ Phật để giúp cho mình tỉnh táo, cũng là cách hộ niệm. Nói tóm lại, chân thật giúp người có nhiều phương pháp, nhưng quý vị phải coi hoàn cảnh đó phù hợp. Nhưng chỗ quan trọng là phải niệm theo nhịp nhạc. Thí dụ như điệu hộ niệm chùa chúng ta hay là phổ biến rộng khắp nơi là những đức niệm và đại chúng niệm, gọi là đối đáp. Những đức niệm một câu, tới đại chúng niệm thì mọi người cùng niệm theo. Những đức niệm thì chúng ta nghe, đại chúng niệm thì mình niệm hòa âm theo, rất đều và đỡ tốn sức. Nếu như có người dẫn mà niệm, có khi niệm một chút, một là họ bị lạc vọng, hoặc là họ bị khan tiếng, hoặc là hơi mệt mỏi thì họ niệm không nổi. Nên cái âm điệu bằng chiếc máy và phát âm đại chúng niệm cũng có thu âm được bằng chiếc máy. Chúng ta là người niệm theo nên cách hộ niệm này rất hay. Niệm hoài vẫn giữ được sức của mình. Vì sao? Vì nương vào chiếc máy để cùng niệm. Nếu như hoàn toàn mình phát âm một tiếng, hai tiếng, có khi niệm lâu bị khan vọng. Nên hộ niệm bằng chiếc máy mà dùng con người cùng niệm theo, vừa sức mình để niệm theo. Như vậy thì cách hộ niệm này tuyệt vời. Phải nhớ. Và tại gia đình mình cũng hộ niệm được. Bất cứ nơi nào cũng hộ niệm được. Vài ba người cũng hộ niệm được. Tại vì sao? Vì có chiếc máy hòa âm hỗ trợ để giúp cho cái người bệnh, người gần mắt nghe được âm thanh rõ ràng. Và chỗ lợi ích vô cùng lớn là mỗi ngày người này đã nghe được tiếng niệm Phật của những đức xuyên suốt. Nên khi hộ niệm bật lên âm điệu này thì quý vị chỉ cần hộ niệm, niệm theo để hỗ trợ. Như vậy thì họ nghe âm thanh này đã quen rồi, bây giờ nghe lại thì việc này chuyện lợi ích lớn vô cùng. Nên như đức thường khuyên rằng có cha mẹ, người thân tuổi già để máy niệm Phật, điệu hộ niệm nghe xuyên suốt, điệu bốn chữ. Phải nhớ, cho nghe xuyên suốt, tập thành thói quen niệm Phật. Và tất cả chúng ta cũng nên nghe một điều niệm Phật, nghe xuyên suốt. Để chi? Để quen, tập thành thói quen niệm Phật. Sau khi đau chết, mình phải trợ niệm như thế nào? Trước khi qua đời, mình đọc chú Đại Bi hay kinh Địa Tạng có được không? Đáp: nếu như họ là người tu tịnh độ thì lúc này không nên tụng kinh, không nên tụng kinh gì cả. Chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật. Khi con người đang lâm bệnh, đặc biệt là lúc bệnh nguy kịch, không được xen tạp bất cứ kinh chú nào, không cần kinh gì khác, chú vãng sanh cũng không cần, chỉ có một câu niệm Phật rất là hiệu quả. Khi vừa qua đời, họ cần phải nghĩ đến một câu niệm Phật. Nếu mình niệm Phật, người thật sự muốn cầu sanh tịnh độ nhất định sẽ được vãng sanh. Cho nên công đức này không thể nói hết. Nên những văn tự này chúng ta cứ nghe suốt để gầy dựng tín nguyện cho mình niệm Phật lúc còn sống. Vì sao? Vì lúc cận tử nghiệp chỉ có một câu Phật hiệu để giúp chúng ta sanh về thế giới cực lạc. Như vậy thì tại sao lúc bình thường này chúng ta không niệm Phật? Nên chư tổ sư mới nói rằng lúc bình thường niệm Phật để tập thành thói quen, khi cận tử nghiệp sẽ không quên câu Phật hiệu. Mà bổ nguyện của Di Đà tiếp dẫn chúng sanh là ngay câu Phật hiệu. Vậy thì chúng ta mỗi ngày niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc, một câu Phật hiệu này đặc biệt. Khi cận tử nghiệp thì không dùng kinh chú để hộ niệm mà dùng một câu Phật hiệu. Vậy thì tại sao lúc bình thường chúng ta không chuyên nhất một câu Phật hiệu
để khi cận tử nghiệp chúng ta không bị trở ngại. Chắc chắn 100% một câu Phật hiệu này chân thật niệm cũng có cầu an, có cầu siêu đầy đủ bên trong hết, chắc chắn. Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới, phát ra cái nguyện này thì làm gì không có cái chỗ cầu an ở chúng sanh. Chúng sanh niệm của Phật hiệu này, thọ mạng chưa đến thì sẽ được bình an vô sự. Thọ mạng đến thì Đức Phật A Di Đà đến để tiếp dẫn thì an tâm ra đi. Tuyệt vời, quá đặc biệt. Nên một câu Phật hiệu này chân thật niệm là chân thật lợi ích lớn. Sự lợi ích là ngay chỗ tâm chân thật của quý vị. Chân thật niệm, chân thật tin thì sự lợi ích này lớn vô cùng. Nên chỗ thành tựu của người tu tịnh độ là gầy dựng lòng tin vào nguyện kiên cố, lòng tin vào bổ nguyện. Dù cho chúng ta gặp sự cố gì đi chăng nữa, chúng ta cũng phát một cái nguyện kiên cố vô cùng, đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó mới tính vào cái chỗ chân tính phát nguyện cầu sanh cực lạc. Còn nếu như bạn mỗi ngày bạn nói rằng bạn có lòng tin, bạn có nguyện tha thiết, nhưng khi gặp sự cố gì hoặc là người đấy nói này nói kia nói nọ, bạn lại thay đổi lòng tin, thay đổi cái nguyện, bạn đừng có đổ thừa người khác. Do tại mình, do tại mình lòng tin không kiên cố mà bị người ta thay đổi. Nên chúng ta mỗi ngày học tập như vậy, để lòng tin của chúng ta nương vào bổ nguyện càng mạnh. Cái thân này ai mà không bệnh? Không ai mà không bệnh. Cả Đức Phật khi tới tuổi già, Đức Phật cũng thị hiện bệnh. Như vậy thì mỗi một người chúng ta ai mà không bệnh và ai mà không chết? Cái việc bệnh và chết không phải là cái chuyện đáng sợ, mà cái chuyện đáng sợ của mỗi người chúng ta là chúng ta khi chết không biết đi về đâu. Bây giờ chúng ta biết niệm Phật, biết phát nguyện cầu sanh cực lạc, chúng ta biết mình chết, mình sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Lòng tin này vô cùng kiên cố. Vậy thì cái chuyện và bệnh và chết chúng ta không sợ. Phải nhớ dùng cách này để an tâm. Vì sao? Vì một hơi thở thở ra không hít vào, Phật A Di Đà đã tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc. Chúng ta sanh ra từ hoa sen, chúng ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y rang Đức Phật A Di Đà. Thần thông, diệu dụng, trí tuệ, năng lực không khác gì Phật A Di Đà. Mỗi ngày ở thế giới cực lạc nghe Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, tất cả bạn xung quanh đều là bậc thượng thiện ở xung quanh. Chỗ này quá đặc biệt. Vì sao chúng ta không phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc? Cái thân bệnh hoạn này, sống mỗi ngày quý vị có sung sướng cái gì? Cả đời có người bận bịu vì cơm ăn áo bận, lo cho cái thân giả này cực khổ gian lao vô cùng, kiếm được một miếng đồ ăn ngon chỉ cần qua ba tắc lưỡi thì chúng ta còn cái gì ngon nữa. Như vậy mà cả đời tạo nghiệp vì cái miệng này, cả đời tạo nghiệp vì cái thân này, cả đời tạo nghiệp vì cái giả tạm này, nên đi sớm một chút thì tốt một chút. Nên tất cả những người niệm Phật của chúng ta phải kiên cố tâm, không có gì sợ chết cả. Phải bình tĩnh tâm, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải nhớ. Nên phương pháp hộ niệm là gì? Là niệm A Di Đà Phật. Phương pháp hộ niệm là lúc nào? Là lúc quý vị còn sống đã niệm Phật. Khi cận tử nghiệp nhất định quý vị sẽ không quên câu Phật hiệu. Nên người được hộ niệm chân thật nhất, chắc ăn nhất
là ở đâu? Là chính chúng ta mỗi ngày niệm Phật. Mỗi ngày mình đang niệm Phật là mỗi ngày mình đang hộ niệm cho mình và hộ niệm cho tất cả chúng sanh. Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài nói hộ niệm không chắc ăn. Vì sao? Vì nói đây là nói cho những con người mà trông chờ khi cuối cuộc đời được hộ niệm, gọi là hộ niệm không chắc ăn. Cái chỗ hộ niệm chắc ăn là mỗi ngày chúng ta đang niệm Phật. Chính mình đang niệm Phật, chính mình gây dựng tín nguyện niệm Phật thì vô cùng chắc ăn. Và vô cùng tin tưởng Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Còn nếu như chúng ta mỗi ngày không niệm Phật mà chỉ có trông chờ khi cuối cuộc đời được hộ niệm, được khai thị thì chúng ta được giảng sanh, như vậy thì hộ niệm không chắc ăn. Tạo cho mình cái sự chờ đợi. Tại sao mỗi ngày chúng ta không niệm Phật? Niệm Phật cả đời được vui vẻ, vui vẻ cả đời để vãng sanh. Tại sao mỗi ngày không niệm Phật? Tại sao mỗi ngày chúng ta không nương vào chính mình để niệm Phật? Nương vào mình nhất định là có nương vào tha lực. Còn nếu như không nương vào mình để niệm Phật thì làm sao có cảm với tha lực của Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta? Rất là nhiều người cứ là mong chờ cuối cuộc đời được hộ niệm. Được hộ niệm là chắc ăn, là yên tâm. Mà mỗi ngày không chịu lo niệm Phật. Họ nói nào là phương pháp hộ niệm như thế này, phương pháp hộ niệm như thế kia, hộ niệm như thế này là chắc ăn giảng sanh này kia, thế kia thế nọ. Những đức nói chắc ăn nhất của quý vị là mỗi ngày phải niệm Phật. Chắc ăn nhất là mỗi ngày chúng ta ở đâu cũng là đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chân thật niệm A Di Đà Phật. Quý vị coi trong thời điểm này ai hộ niệm cho chúng ta? Lúc bình thường thầy thầy con ngọt xớt, lúc này thầy cũng trốn mắt dép, con cũng không thấy tin tức luôn. Vậy thì lúc này quý vị hãy tự bình tĩnh suy nghĩ. Lúc bình thường như Đức thường nói rằng trông chờ người không bằng trông chờ mình. Tự mình nên phát huy đi quý vị. Đã gặp được Phật Pháp rồi, gia đình có ngôi Tam Bảo. Như hồi sáng như Đức chia sẻ, gia đình lập ngôi Tam Bảo thờ cúng, quý vị thấy gọn. Nếu như quý vị làm đúng như vậy, cái phòng thờ quý vị nhìn trang nghiêm mà bước vào thấy nấm áp vô cùng. Còn nếu như bàn thờ thờ mà hình ảnh đồ để tùm lum, ông bà đồ hình ảnh mình để nhiều quá, có khi bước vào có những người mình yếu yếu bóng vía, cái tự nhiên thấy hình ảnh nhiều quá, cái tự nhiên nó cái tâm tư nó sao động thì sao, hiểu không? Nên làm bài vị mà điêu khắc những cái dòng chữ cho đẹp bài vị, hoặc là cái gì làm gọn nhất thì in cũng được, in ra như mấy ca nhỏ 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 được rồi. Gia đình có ngôi Tam Bảo, mỗi ngày chúng ta tu hành niệm Phật là đang cúng dường cho củ quyền thất tổ luôn rồi đấy, và cúng dường cho tất cả chúng sanh mười phương khắp pháp giới, đúng không? Lúc này là quý vị thấy cái phương pháp tu gia đình tuyệt vời chưa? Và mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp gì quý vị thấy là sự nhắc nhở lớn vô cùng chưa? Có những người lúc bình thường đi quá trời luôn, lúc này hỏng chân. Mà có khi lúc này còn điện thoại đồ nói chuyện đồ, nói những lời phù phiếm, không bằng chúng ta niệm Phật đi quý vị. Xác thực đi. Lúc này kêu thầy là giúp con đi. Thôi 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 thôi, thầy đi ở ngoài nó cũng bắt thầy té thuốc, bị cách ly rồi con đi không được. Đó, quý vị nhìn nhận đi. Nó rõ ràng trông chờ người không bằng trông chờ mình. Tự mỗi người chúng ta nên phát huy cái năng lực của mình khi nghe Phật Pháp đi. Nên có những người lúc còn sống này đã trông chờ khi chết đi được hộ niệm mà. Thiệt là đáng thương, tội nghiệp thiệt. Hãy nhớ, suy nghĩ cho kỹ đi quý vị, để đừng lỡ qua một đời này nha. Mình là người nghe Phật Pháp, mình phải gầy dựng tính tâm cho thật kiên cố kìa. Đừng có chút bệnh cái sợ xanh mặt xanh mày,
Con người, trong người có máu thì nó chảy máu ra thôi, trong người có gì thì nó ói cái nấy ra thôi, thấy không? Chuyện đó bình thường. Có khi cơ thể con người mình có những lúc độc tố nhiều quá, nó cũng nổi ghẻ chốc, ngứa ngáy, nổi mủ đồ, hoặc là ra số máu đồ chơi, nó bài tiết cho sạch sẽ. Nó làm gì mà mình bị dọa sợ dữ vậy? Tất cả con người chúng ta đến cái cuộc đời này mang cái thân này, ai không bệnh? Không ai mà không bệnh. Phật nói trong kinh rằng là ăn đắng uống độc. Đã là ăn đắng uống độc ai không bệnh? Không khí còn ô nhiễm nữa. Mỗi ngày chúng ta hít vào thở ra, vậy thì ai mà không bệnh, ai mà không ô nhiễm? Nên cái chuyện mà bệnh hoạn ngứa ngáy, hoặc là ung thư, bệnh này bệnh kia, chuyện này bình thường, vì sao ai mà không bệnh? Mỗi người đi đến thế gian này ai cũng có bệnh hết. Mà cái bệnh đáng sợ nhất của chúng ta là bệnh tham sân si. Cái bệnh này mới là tam độc tham sân si, là căn bệnh đọa lạc trầm luân. Còn cái chuyện mà bệnh ung thư, hay là bệnh ói ra máu, hay là bệnh ngứa ngáy, hay là bệnh cảm sốt, hay là dịch bệnh, cái chuyện này là bệnh bình thường. Vì sao? Vì ai đến thế gian này không bệnh? Chúng ta nên bình thường đi. Nếu như quý vị giữ được trạng thái bình thường thì tất cả căn bệnh nó không còn vấn đề. Sợ nhất là mỗi ngày quý vị lo âu sợ hãi, nặng nề, buồn phiền, chán nản, sân hận, bực bội, khó chịu. Nếu như mang bệnh của thân, nó rõ ra là không đáng sợ bằng cái căn bệnh buồn phiền đó, đó của nội tâm. Bệnh nội tâm nó đáng sợ, vì bệnh nội tâm nó đưa đẩy quý vị đi đến tam đồ ác đạo. Còn cái bệnh của thân này là bệnh bình thường. Vì sao? Vì thân ai cũng bệnh. Nên chúng ta phải giữ cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ đặc biệt. Nên tất cả những người mang bệnh khi nghe công đoạn này phải nhớ bình tĩnh, không có gì sợ cả. Chúng ta có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn rồi, không cần phải sợ, không cần phải lo, đúng không? Cuộc đời con người mấy buổi cơm ăn, chúng ta không cần nặng nề quá. Yên tâm đi, cứ chân thật niệm Phật đi quý vị. Trong thời điểm này được có thời gian rảnh nhiều để niệm Phật tốt. Mỗi ngày những đức chia sẻ Phật pháp như vậy để chúng ta cùng tu học, cùng an tâm nhau. Ở đâu cũng được an tâm, ở nước ngoài cũng được an tâm. Có những Phật tử ở nước ngoài cũng điện thoại về đây hoặc nhắn tin về đây, nói rằng chúng con mỗi ngày được nghe chia sẻ Phật pháp rất là an tâm. Những đức nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử chúng ta đều siêng năng niệm Phật. Mỗi người chúng ta đang niệm Phật là đang an tâm cho chính mình và cho mọi người đó. Phải nhớ. Và có một cô Phật tử ở miền ngoài, gia đình làm được chút bột, gỡ vào đây viết tấm thư, những đức nhận được. Những đức có dùng một miếng, rất là cảm ơn gia đình. Chỗ quan trọng nhất phải cố gắng niệm Phật. Cuộc đời này đến thế gian, dù là chúng ta không có trực tiếp gặp nhau, đối thoại với nhau bên ngoài, nhưng mỗi ngày nghe Phật pháp cùng niệm Phật để hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc là quý nhất quý vị à. Chúng ta đến thế gian này có thân cỡ nào, cũng như cái câu người xưa thường nói, buổi tiệc nào không tàn, niềm vui gì ở cuộc đời này cũng tàn, sự khổ đau gì ở cõi đời này cũng qua đi. Nên chúng ta nên sống những ngày tháng tuyệt vời, chân quý. Có được cái thân này để niệm Phật là tốt rồi. Phải nhớ. Nên mỗi ngày chúng ta chia sẻ như vậy là quý nhất rồi đó. Những đức không có nói những lời đường mật gì hết, nhưng những đức đem những lời chân thật để chúng ta an tâm nhau. An tâm nhau bằng cách nào? Khuyên nhau niệm Phật, nương một bổ nguyện Di Đà để cầu sanh cực lạc. Lúc này học tập á, đọc lên những công đoạn về hộ niệm rất là đặc biệt, quý vị sẽ hiểu biết thêm rất là nhiều và giúp đỡ người. Chúng ta sẽ biết phương pháp gặp những sự trở ngại khi hộ niệm. Chúng ta nghe những công đoạn này sẽ hiểu. Những đức cố gắng học tập cái quyển sách này. Sau này những đức làm một cái thẻ riêng biệt vì công đoạn hộ niệm này thôi, sẽ phổ biến cho quý vị được nghe, và chúng ta chép ra cho mọi người được nghe những lời nói xác thực vô cùng để chúng ta hộ niệm giúp cho mọi người
Và chính mình mỗi ngày siêng năng niệm Phật là đang hộ niệm giúp cho mình và cho tất cả mọi người đó quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử luôn luôn an tâm trong tất cả cảnh duyên như thế nào, chúng ta đều siêng năng niệm Phật, không có gì lo âu sợ hãi hết. Vì sao? Vì một hơi thở thở ra không hít vào, Phật A Di Đà đã tiếp dẫn mình về cực lạc rồi, vô cùng là vui sướng. Về cực lạc rồi chúng ta không còn khổ đau nữa. Luôn luôn có cái tâm này đi thì quý vị sẽ miệng nở nụ cười niệm A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.